Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Là đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, được thần tài ban lộc, tiền bạc ùa về, làm ăn đắc thắng, trăm tỷ cầm tay, giàu có tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị đó chính là nội dung như sau. Đón Tết hốt hết lộc trời, tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, được thần tài mở kho ban cho lộc lớn, trúng số liên tiếp, tiền bạc ùn ùn kéo về nhà, đổi đời giàu nứt vách, đón Tết 2025, linh đình, cực giàu có. Tứ phương lộc bát muôn nhà, tài phước đã định phương xa phước hồng, lộc tài phú quý ấm lòng, tâm tình hòa hợp cảm thông suốt đời, chẳng còn vất vả ai ơi, con cháu sung túc mọi đời nổi danh. Minh Đường Tử Vi xin kính chào quý vị, chào mừng cô bác anh chị tuổi Tân Hợi đã đến và đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Quý vị thân mến, sinh mệnh vốn dĩ đã đầy sự nuối tiếc, vậy sao chúng ta không gieo xuống những hạt giống của hạnh phúc trong nghịch cảnh? Mỗi buổi sớm tinh khôi Tân Hợi sẽ mỉm cười đón ánh bình minh, khi hoàng hôn buông xuống lại thưởng thức sự mỹ lệ dưới ánh chiều tà. Bản mệnh Tân Hợi hãy dành cho mình khoảng thời gian để thư giãn, dù cho bao bộn bề và những gánh nặng thử thách đang chờ đón Tân Hợi phía trước. Minh Đường Tử Vi biết rằng cô bác anh chị tuổi Tân Hợi đã phải tìm đến video này, hẳn là cuộc sống của Tân Hợi không được dễ dàng là mấy. Tân Hợi thân mến, người hạnh phúc nhất chắc hẳn không phải là người có nhiều thứ, mà là người vẫn mỉm cười ngay cả khi trong tay không có thứ gì. Bởi vậy Tân Hợi hãy luôn cảm thấy biết ơn, ngay khi cuộc sống này có gửi đến cuộc đời Tân Hợi những điều bất như ý cô bác anh chị nhé, vì cuộc sống này vốn không hoàn mỹ. Bản mệnh Tân Hợi hãy giang tay đón nhận tất cả những gì mà Tân Hợi đang có, dù thuận lợi hay khó khăn, cũng đều là an bài tốt nhất của cuộc đời. Bởi vì dù muốn hay không muốn nó vẫn xảy đến với cuộc đời Tân Hợi, vậy nên hãy luôn suy nghĩ tích cực và kiên cường bước tiếp cô bác anh chị Tân Hợi nhé. Nếu có thể nghĩ được như vậy, cô bác anh chị dẫu có gặp nghịch cảnh thì con tim vẫn biết gieo vui, trong cuộc đời đâu thể 10 phân vẹn 10. Nếu tâm của Tân Hợi thay đổi, thì thái độ của Tân Hợi cũng sẽ thay đổi theo. Thái độ thay đổi thì thói quen sẽ thay đổi. Và khi thói quen thay đổi thì tính cách của Tân Hợi sẽ thay đổi. Tính cách thay đổi thì cuối cùng cuộc đời của Tân Hợi chắc chắn sẽ bước sang trang mới. Cô bác anh chị Tân Hợi thân mến, người hạnh phúc không phải là người luôn thuận buồm xuôi gió, mà là người luôn kiên cường biết giang tay đón nhận, ngay cả đứng giữa bão táp phong ba. Khi có thể giang tay đón nhận nghịch cảnh, cô bác anh chị sẽ có thể mỉm cười trong bất cứ hoàn cảnh nào. Khi ấy bản mệnh Tân Hợi có thể thả lòng thưởng thức trăm hoa đang trúng chím sắc xuân, tần ngần ngắm những cánh sen đang bàn bạc tả tơi của mùa hạ, đắm đuối trong sự đa tình và lãng mạn của mùa thu, hay hòa tan trong sự nồng hậu và bao dung khi đông về. Tới nay Minh Đường Tử Vi mới thấu hiểu một đạo lý đơn giản rằng, sinh mệnh vốn dĩ đã đầy sự nuối tiếc, vì nuối tiếc mới trở nên mỹ lệ, nhưng hiểu cách trân quý mọi nghịch cảnh, đón nhận mọi khó khăn, chúng ta sẽ có được cội nguồn vĩnh viễn của hạnh phúc. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của cô bác anh chị. Quý vị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực, giúp đời giúp người cô bác anh chị nhé. Và ngay bây giờ không để cô bác anh chị phải chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết. Xin mời cô bác anh chị cùng lắng nghe nhé. Trước tiên hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách, vận mệnh cuộc đời người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Heo là con vật cuối cùng trong 12 con giáp của người Việt Nam, thế nên nó là con vật kiên nhẫn, vì nó phải đợi tới lượt mình. Người tuổi Hợi là người có bản tính nhút nhát và có vẻ lãnh đạm, nhưng họ rất biết thông cảm và là người đáng yêu. Họ thẳng tính và trung thực và luôn cố gắng để không bao giờ bỏ rơi người khác. Đây là kiểu người hiền hòa, thích đến chốn đông người
và những chỗ quen thuộc hơn là những nơi xa lạ. Mặc dù những người tuổi Hợi không phải là những người chậm chạp, nhưng họ là những người thích sự thanh thản sung túc. Trong số 12 con giáp, thì con lợn được cho là con tượng trưng cho sự hưởng lạc và an nhàn. Những người tuổi Hợi thường mơ ước được sống một cuộc sống dễ dãi, xa hoa, nhưng những điều đó không nhiều để dành cho tất cả họ. Biết thế nên họ đã cố gắng theo cách của họ để có được những thứ mà họ mơ ước. Những người tuổi Hợi thường là những người sống tình cảm và yêu gia đình, nơi họ ở thường ấm cúng, thoải mái, thân thiện. Tuy nhiên cũng khá bề bộn, người tuổi Hợi tính tình trầm lặng, chắc chắn, cương nghị, lòng dạ hiền lương, đôn hậu, không nề hà ngại khó và luôn dốc hết sức mình để hoàn thành công việc. Họ đảm nhận mọi công việc được giao với một tinh thần dẻo dai không biết mệt mỏi, dũng cảm, kiên trì và sẽ dốc toàn bộ sức lực để hoàn thành tốt công việc. Do vậy họ luôn được mọi người tín nhiệm và giao phó cho những công việc quan trọng. Họ muốn hoàn thiện bản thân mình bằng tinh thần nhẫn nại, lao động không biết mệt mỏi. Cũng với tinh thần này, họ có thể trở thành một nhà giáo ưu tú. Những người tuổi Hợi thường là những người vui tính, tốt bụng và dễ hòa đồng. Họ hào phóng luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn, sẵn sàng động viên an ủi. Họ luôn là nguồn động viên khuyến khích người khác phát triển. Họ là những người rất thật thà và đôi khi trở nên quá ngây thơ vì họ nghĩ ai cũng giống họ. Nhưng một khi họ đã mất lòng tin và lên cơn thịnh nộ thì không có gì ngăn cản họ được. Người tuổi Hợi thuộc mẫu người chất phát, ít màu mè, song lại có những kiến giải rất độc đáo, tính tình họ ôn hòa, không bao giờ đẩy người khác vào tình thế khó xử. Người tuổi Hợi an phận không thích tranh đấu, chỉ khi bị bức bách đến đường cùng, họ mới phản kháng, nhưng họ chẳng bao giờ để bụng ai và cũng không đối chọi với người khác. Họ ghét phải tranh chấp với mọi người, giỏi tháo gỡ những vướng mắc, mâu thuẫn của người khác. Sự chân thành và đáng tin cậy quả là tài sản đáng quý của họ. Họ đối xử với mọi người hòa nhã, đồng thời cũng mong người khác chấp nhận những sai sót của mình. Người tuổi Hợi được mọi người yêu mến do họ biết cách đối nhân xử thế hòa nhã, mềm mỏng giống như người tuổi Mùi, tuổi Mão. Họ khoan dung độ lượng, luôn dịu dàng trước những lỗi lầm của người khác, vì vậy luôn giữ được mối quan hệ thân thiết với mọi người. Trong suốt cuộc đời họ luôn trung thực, thành thật và biết nghĩ cho người khác, luôn giữ gìn thận trọng mối giao tình với bạn bè. Họ trân trọng tình bạn, trung thành với bạn dù có thể họ bị thiệt hại. Một người bạn tuổi Hợi luôn muốn giúp đỡ tương trợ khi bạn gặp khó khăn, dù cho đó sai lầm của bạn, thì người tuổi Hợi vẫn không hề có ý trách cứ, mà dốc sức giúp đỡ. Người tuổi Hợi cũng là người dễ tin vào lời nói và việc làm của người khác, do vậy dễ bị kẻ xấu lừa gạt, lợi dụng. Người tuổi Hợi không thích mê hoặc người ta giống như tuổi Thìn, và cũng chẳng giỏi cuốn hút mọi người như khỉ hay hổ, càng không nói năng ngọt ngào như rắn, mà dần dần bộc lộ tấm lòng chân thật với bạn, khiến bạn càng lúc càng khó rời xa họ. Người tuổi Hợi thường chú trọng đến dáng vẻ đường hoàng, vừa có phong thái hào hiệp, vừa có tinh thần giúp người làm vui, có thể thay người ta đảm đương những công việc khó khăn mà chẳng than phiền lấy nửa lời. Khi bạn bè gặp nỗi nguy nan, họ sẽ giơ thân ra đứng mũi chịu sào, chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng họ, vì họ chẳng bao giờ tính mưu gian hay quỷ kế gì, ngược lại có khi còn vì quá thành thật trong sáng mà trở thành vật hy sinh. Thái độ chân thành của người tuổi Hợi sẽ giúp anh ta giành được sự giúp đỡ từ khắp nơi. Họ chưa yêu cầu hay nhờ cậy, đã có người tự nguyện đến trợ giúp. Còn khi họ có khả năng giúp đỡ ai, họ quyết không phủi tay bàng quan đứng nhìn. Nhờ phẩm chất này mà họ được mọi người tôn kính tin tưởng, họ sẽ không ngừng tạo ra hết kỳ tích này đến kỳ tích khác. Người tuổi Hợi tuy đôi lúc phát cáu, giận dỗi, nhưng họ không ham cãi cọ. Mỗi lần nảy sinh tranh chấp, họ thường nhường một bước để sự tình mau chóng kết thúc. Vì họ cố gắng sống hòa nhã, lại không có tính bợ đỡ lấy lòng giành tư lợi, nên họ yêu thích công tác xã hội, lắng nghe bạn dốc bầu tâm sự hay than thở những đắng cay khổ cực. Và với một tấm lòng hiền từ bao dung, họ sẽ nhiệt tình giúp đỡ bạn. Dù bạn gây ra lỗi lầm, họ cũng sẽ không tỏ ý trách cứ, mà sẽ dốc sức giúp đỡ bạn, thậm chí còn nhờ cả người khác đôn đáo khắp nơi giúp bạn giải quyết khó khăn. Ở bên họ bạn sẽ không uổng công hay nghe những lời giáo huấn cứng nhắc. Bạn cứ tin rằng với người tuổi Hợi mọi vấn đề phức tạp đều có thể được đơn giản hóa. Khi có một người bạn tuổi Hợi đến nhà bạn làm khách, có thể anh ta sẽ ăn uống một cách rất tự nhiên, mặc quần áo của bạn. Chưa được phép xong đã sử dụng cái máy ảnh bạn vừa mua, xe ô tô của bạn. Anh ta không hiểu lắm và cũng không chấp nhận cái nguyên tắc gọi là cuộc sống riêng tư. Tuổi Hợi là người theo chủ nghĩa vật chất, song họ không keo kiệt mà thích chia sẻ với người khác những gì mình có. Họ luôn bảo vệ được lợi ích của mình mà không làm mất lòng ai cả. Họ hiểu rằng phải bảo vệ quyền lợi của mình bằng thái độ nhẫn nhịn. Khi có người đè đầu cưỡi cổ họ, họ tự biết cầm cây roi lên. Khi người khác còn đang dương dương tự đắc thì đã vào thế cưỡi lên lưng hổ khó mà thoát thân. Đây quả là một sách lược đáng khen. Người tuổi Hợi khá chú trọng đến hình thức bên ngoài, dù không lấy đó là mục đích chính.
Họ ưa thích các buổi tụ họp tổ chức những buổi kỷ niệm chúc mừng ngày lễ ngày Tết hay chủ trì các buổi dạ hội. Họ vui lòng tham gia các loại tổ chức câu lạc bộ, hội nhóm. Phụ nữ tuổi Hợi là người dịu dàng, mềm mỏng. Họ luôn sắp đặt nhà cửa gọn gàng sạch sẽ, mọi thứ trong nhà được bày biện ngăn nắp. Gần như hết thảy phụ nữ tuổi Hợi đều như vậy, chỉ có một số ít hơi tùy tiện. Ngoài ra họ có cá tính mạnh mẽ, tôn trọng bản thân và cũng tôn trọng người khác. Họ có thể dồn toàn bộ sức lực vào những công việc họ yêu thích mà chẳng cần bất cứ sự đền đáp nào. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng vào những hành động chắc chắn của họ. Họ có một tấm lòng cao thượng, giúp người không để lộ danh tính. Họ sẽ tiếp đón bạn bè của chồng một cách chu đáo, chẳng hề ngại ngần hay thấy phiền phức, thậm chí lấy đó làm vui. Họ xuất hiện ở đâu, nơi đó lập tức trở nên nhộn nhịp. Nhưng thế không có nghĩa là họ không biết oán thán, nhưng khi oán thán cũng vẫn rất đỗi ôn hòa. Trong con mắt của mọi người xung quanh, tuổi Hợi là những người rất thân thiện và hòa đồng. Họ chẳng bao giờ to tiếng quát tháo một ai. Dù người đó có mắc phải sai lầm nghiêm trọng, sự bao dung và nhân hậu luôn tồn tại trong con người tuổi Hợi. Họ sẵn sàng tha thứ và cảm thông cho những lỗi lầm của người khác. Tuổi Hợi không thích tranh luận, đấu khẩu với người khác. Phương châm sống của họ là một điều nhịn bằng 9 điều lành. Bởi vậy dù kẻ khác có cố tình gây sự, tuổi Hợi cũng luôn giữ thái độ hòa hợp, nhường nhịn. Nhờ vào sự khéo léo trong cách đối nhân xử thế ấy, tuổi Hợi được nhiều người yêu quý và kính phục. Mỗi khi làm việc gì, họ đều đặt lợi ích của tập thể lên hàng đầu. Không bao giờ ích kỷ vụ lợi cho bản thân, những người này dễ đặt niềm tin vào người khác. Điều đó khiến đôi lúc họ bị kẻ xấu lợi dụng. Sự thật thà, chân thành giúp tuổi Hợi xây dựng được nhiều mối quan hệ xã hội tốt đẹp. Đi đến đâu tuổi Hợi lại có người yêu quý ngưỡng mộ tới đó. Thế nhưng những người này không bao giờ tỏ ra vẻ kiêu ngạo, phô trương. Ngược lại họ lúc nào cũng khiêm tốn, rụt rè. Bình thường tuổi Hợi là những người không thích tranh chấp, đôi co với người khác. Nhưng nếu vượt quá giới hạn chịu đựng họ sẽ nổi giận lôi đình. Tuy nhiên, trạng thái ấy sẽ nhanh chóng qua đi và tuổi Hợi sẽ không thù hận để bụng bất kỳ điều gì. Bạn sẽ rất may mắn nếu có một người bạn tuổi Hợi. Họ sẽ luôn lắng nghe, chia sẻ bất cứ khi nào bạn gặp khó khăn, rắc rối hay buồn phiền. Và dường như những người tuổi Hợi dù là nam hay nữ, đều không có khái niệm nguyên tắc sống. Bởi vậy họ vô tư, thoải mái làm những điều mình thích mà không cần đắn đo, suy nghĩ. Người tuổi Hợi thích được hưởng thụ và trải nghiệm những điều mới mẻ, thú vị trong cuộc sống. Họ có nhiều thói quen và thú vui của bản thân mình, ví dụ ăn đêm, uống rượu, đi du lịch, mua sắm. Không ít những người tuổi Hợi thường xuyên duy trì những thói quen không tốt, điều đó khiến sức khỏe của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Người tuổi Hợi không có nhiều tham vọng lắm, đến mức phải đạp đổ người khác để tiến lên. Họ cố gắng để được thành công nhưng không muốn người khác phải trả giá. Họ là người chậm chạp, nhưng trung thành với công việc và sẽ làm tốt việc của mình. Họ là người tỉ mỉ và là người có thể trông cậy được. Đây là một đặc điểm hữu ích nếu xét về mặt quản lý, dễ thích nghi, kiên nhẫn, nhạy cảm, tinh tế và sâu sắc là điều dễ nhận thấy ở họ. Vì thế lĩnh vực nghệ thuật như ca múa, viết văn, hội họa sẽ là mảnh đất để họ khẳng định và phát huy tài năng. Đặc biệt, những người này có thể trở thành những nhà thiết kế thời trang xuất sắc, những thợ thủ công giỏi. Vì những người này thường thích những mẫu thời trang xinh xắn, sự kiên nhẫn và chu đáo cũng giúp họ thành công trong những ngành như dạy học, nghiên cứu. Người tuổi Hợi khá điềm đạm, không thích cuộc sống bon chen, do đó những nghề nghiệp mang tính chất cạnh tranh đều không phù hợp với họ. Ngược lại, những ngành nghề phục vụ lợi ích cộng đồng sẽ tạo cho họ môi trường làm việc thích hợp và sự hứng thú cao. Người tuổi Hợi thường rất ham học hỏi và luôn cố gắng hết mình trên con đường học tập. Điều này có thể giúp họ rất nhiều trong lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu. Người tuổi Hợi được đánh giá là rất mát tay. Vì vậy các nghề như thú y, chăn nuôi hoặc ngành lâm nghiệp cũng rất phù hợp với họ. Đây là những công việc giúp họ có được cuộc sống bình lặng như mong muốn. Nếu với người tuổi Hợi, quản lý tài chính được coi là sở trường, việc giao phó tiền tệ vào tay họ chẳng khác nào đang chơi trò mạo hiểm. Lời khuyên dành cho những người này là không nên theo đuổi ngành nghề kinh doanh, thương mại hoặc bất cứ công việc gì có liên quan đến tài chính ngân hàng. Điểm nổi bật của doanh nhân tuổi Hợi là tính cách ôn hòa, điều này cũng thể hiện trong công việc kinh doanh của họ. Họ không thích tham gia vào môi trường làm ăn có tính cạnh tranh khốc liệt. Tuy không thích sự gò bó trong công việc, nhưng họ cũng ngại khi phải đối mặt với những kế hoạch làm ăn có tính mạo hiểm. Trong kinh doanh, doanh nhân tuổi Hợi thường duy trì các mối quan hệ một cách hài hòa. Họ cũng sẵn sàng giúp đỡ bạn hàng khi gặp khó khăn. Người tuổi Hợi trung thành và giỏi giao tiếp, điều này đã mang lại cho cuộc đời họ nhiều điều tốt đẹp. Họ thường làm việc rất chăm chỉ, nhưng nhiều khi lại làm qua loa đại khái. Vì vậy, lời khuyên dành cho những người này là nên tìm người có tính cẩn thận, biết suy nghĩ thấu đáo để hợp tác trong công việc. Trong lĩnh vực kinh doanh họ nên xem xét kỹ càng trước khi mạnh dạn đầu tư vào dự án nào đó.
vì chỉ cần bất cẩn một chút là họ sẽ bị thua lỗ lớn. Nếu người tuổi Hợi biết cách xử lý tình huống tốt và vượt qua được những thử thách thì nhất định họ sẽ trở nên giàu có. Đến một lúc nào đó, họ sẽ có được một khoản thu dồi dào. Nếu muốn đầu tư cho việc kinh doanh thì lời khuyên dành cho họ là nên bỏ tiền vào lĩnh vực bất động sản hoặc chứng khoán. Người tuổi Hợi có bản lĩnh, không ngại khó khăn gian khổ, luôn dũng cảm đương đầu với mọi thử thách cám dỗ. Điều này giúp họ đạt được nhiều thành công khi theo trong sự nghiệp. Tuổi thơ của người tuổi Hợi rất bình lặng, không lo không nghĩ, nhưng đến thời kỳ thanh niên và trung niên sẽ có những thăng trầm nhỏ, chẳng hạn như phiền muộn về tình yêu hôn nhân, khiến bạn khó lòng ứng phó được. Tuy nhiên, với tính cách cả thẹn và thận trọng, dù gặp bất cứ chuyện gì bạn cũng muốn giải quyết một mình. Cái tính cách quá kín đáo này trong nhiều trường hợp bắt buộc phải nói ra thì chỉ hại nhiều lợi ít mà thôi. Dĩ nhiên tuổi già của bạn khá hạnh phúc, cuộc sống cũng rất yên ả, do bạn luôn trọng trách nhiệm và trung thành với gia đình. Nên những sóng gió trong tình yêu, hôn nhân thời trẻ đã qua đi từ lâu, bạn sẽ cảm thấy mọi việc thật mãn nguyện biết bao. Người tuổi Hợi vốn có tài vận trời ban, bạn phải nỗ lực nắm bắt, có thể bằng sự cần cù, cố gắng của bản thân, cả đời bạn sẽ được sung túc dư giả. Thế nhưng, nói đi rồi nói lại, dù bạn không có đủ tài vận hễ vung tay là giơ được ngàn vàng, song nhờ vào lòng tin và sự nỗ lực tiền của sẽ đến, bạn không chỉ dựa vào những cố gắng của bản thân, mà còn nhận được ân huệ người khác không sao tưởng tượng nổi, bởi vậy nhất định bạn phải chú ý đến mối quan hệ giao tiếp với mọi người xung quanh. Nói chung, người sinh năm Hợi đều có tài lộc trời ban, nếu như bạn đang kinh doanh, buôn bán, tốt nhất hãy mạnh dạn một chút, chọn đúng thời cơ rồi thì phải mạnh dạn đầu tư. Dĩ nhiên cũng cần thận trọng lựa chọn, nếu hơi sơ sẩy tiền tài sẽ bay hết, chỉ cần qua vài cửa ải khó khăn, việc kinh doanh sẽ ngày càng tiến triển tốt. Thông thường, người tuổi Hợi không giỏi quản lý tài chính, đặc biệt là không biết đặt kế hoạch phát triển trong lĩnh vực thương mại buôn bán. Dù bản thân có lòng tin, nhưng hay thất bại, về điểm này, bạn nên nhận thức một cách tỉnh táo. Ngoài ra, do luôn trọng nghĩa khí, nên thường mất nhiều tài sản vì bạn bè và người thân, nên bạn cũng cần chú tâm đến điều này. Ngay từ thuở nhỏ họ đã ham học hỏi tìm tòi mọi thứ xung quanh. Sự kiên nhẫn và tỉ mỉ giúp tuổi Hợi thành công trong các lĩnh vực như ngành nghiên cứu khoa học, thiết kế. Dù giỏi kiếm tiền, nhưng họ nổi tiếng là những người tiêu pha hoang phí, bởi vậy tuổi Hợi sẽ không thích hợp với các vị trí quản lý tiền bạc, tài sản. Nếu làm ăn kinh doanh, tuổi Hợi có nhiều điểm mạnh cần phải được phát huy nhiều hơn. Với sự khéo léo trong giao tiếp, ứng xử, tuổi Hợi tạo dựng được nhiều mối quan hệ hợp tác làm ăn lớn. Con mắt tinh tế và óc phân tích sắc sảo giúp họ có cái nhìn khách quan chính xác về nhu cầu của thị trường, từ đó quyết định đẩy mạnh mặt hàng cần kinh doanh. Tuy nhiên, tuổi Hợi cũng có một số nhược điểm cản trở sự phát triển kinh doanh của họ. Những người này dường như không biết cách quản lý tiền bạc và chi tiêu hợp lý. Điều đó đôi lúc khiến tuổi Hợi bị lỗ vốn trong kinh doanh. Thế nhưng yếu tố may mắn vẫn theo tuổi Hợi trong suốt cuộc đời. Họ sớm trưởng thành và xây dựng cuộc sống gia đình với một nửa trọn vẹn của mình. Những người này rất coi trọng cuộc sống hôn nhân của mình. Vì vậy họ sẽ cố gắng hết sức để gìn giữ những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc trong gia đình. Mỗi khi gặp khó khăn trong công việc, cuộc sống, tuổi Hợi lại nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ của người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Họ là những người thân thiện, có tấm lòng nhân hậu và tốt bụng. Vì vậy họ xứng đáng nhận được sự yêu quý tin tưởng của mọi người. Nếu quyết định đầu tư vào kinh doanh, buôn bán, tuổi Hợi cần phải suy nghĩ tính toán cẩn thận. Đôi khi sự chần chừ thiếu quyết đoán khiến họ bỏ lỡ nhiều cơ hội quan trọng để phát triển sự nghiệp. Hơn nữa không nên đặt niềm tin quá nhiều vào người khác, nếu không sẽ dẫn đến những tai họa khó lường. Chỉ cần có đam mê, ý chí quyết tâm phấn đấu, nỗ lực, tuổi Hợi sẽ xây dựng được một sự nghiệp vẻ vang, vững chắc. Cuộc sống của họ lúc nào cũng sung sướng, đầy đủ, nhưng không ít lần tuổi Hợi mất mát tài sản vì sự cả tin của mình. Tổng quan tử vi năm 2025 âm lịch dành cho cô bác anh chị tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Theo ngũ hành, năm Ất Tỵ 2025 mệnh Hỏa, tương khắc với mệnh Kim của tuổi Tân Hợi, thiên can Ất tương khắc với can Tân, chi Hợi tứ hình xung với chi Tỵ, như vậy được đánh giá là không tốt. Nhìn tổng quan, vận trình tử vi của Tân Hợi nam và nữ mạng trong năm 2025 có nhiều biến động. Ở độ tuổi 55, chủ mệnh đã dày dặn kinh nghiệm, vốn sống, sự hiểu biết nên có thể giải quyết mọi việc, chuyển họa thành phúc. Trong năm 2025, nam và nữ mệnh Tân Hợi nên chú ý tu dưỡng lời ăn tiếng nói của mình, dĩ hòa vi quý để tránh thị phi. Chỉ cần giữ được tâm tính điềm tĩnh, suy nghĩ tích cực thì mọi việc sẽ thuận lợi như ý muốn. 1. Sao chiếu mệnh.
Năm 2025, Nam Mạng tuổi Tân Hợi có sao La Hầu chiếu mệnh. Đây là hung tinh trong hệ thống cửu diệu niên hạn, chủ về thị phi, phiền muộn. Sao La Hầu ảnh hưởng với tuổi Tân Hợi có tính cách hiếu thắng, nóng vội. Còn nếu mệnh chủ luôn sống lương thiện, đức độ, tránh xa thị phi thì không cần phải lo lắng. Luôn có kế hoạch đề ra, chú ý đến giấy tờ hợp đồng thì sẽ tránh được phiền phức. Mọi dự định mong muốn được thực hiện đạt kết quả như ý. Đối với nữ mạng, năm 2025 nữ mạng tuổi Tân Hợi có sao Kế Đô chiếu mệnh. Trong hệ thống cửu diệu niên hạn, sao Kế Đô là hung tinh chủ về thị phi. Hao tiền, nữ giới gặp sao Kế Đô nếu giữ cho tinh thần tích cực, làm việc tử tế, phúc đức, hiền lành thì sẽ giảm nhẹ được vận hạn. Năm nay nữ mạng Tân Hợi cần kiểm soát bản thân, dĩ hòa vi quý trong lời ăn tiếng nói, làm việc cẩn trọng, không bốc đồng, luôn có sự tính toán kỹ lưỡng thì sẽ tránh được tổn thất. 2. Vận hạn. Nam mạng tuổi Tân Hợi năm 2025 gặp hạn tam kheo, chủ về chân tay, đau mắt, do đó bản mệnh cần chú ý đến sức khỏe của mình. Đi lại đường xa phải cẩn thận an toàn cho bản thân, muốn giảm được tác động xấu của hạn này, Tân Hợi Nam mạng nên thăm khám sức khỏe định kỳ để kiểm tra tình hình. Mệnh chủ nên duy trì những thói quen tốt để cải thiện tinh thần và thể chất, càng bớt mong cầu, sống đơn giản thì càng hạnh phúc bình an. Đối với nữ mạng, năm gặp hạn thiên tinh, vận hạn này chủ về sức khỏe, kiện cáo để giảm trừ những ảnh hưởng xấu của hạn này. Mệnh chủ nên chú ý cẩn thận khi ký kết giấy tờ, hợp đồng, đọc thật kỹ các điều khoản tránh nhầm lẫn. Về sức khỏe thì nên chăm sóc đường ruột thật tốt, ăn uống điều độ, cung cấp thực phẩm lành mạnh cho cơ thể thì sẽ giúp tăng cường sức đề kháng, phòng trừ bệnh tật. 3. Vận niên. Vận niên 2025 của tuổi Tân Hợi nam và nữ mạng là dương thảo ngạn, có nghĩa là dê bên bờ cỏ, được tận hưởng món cỏ non yêu thích rất thoải mái. Điều này báo hiệu cuộc sống của mệnh chủ năm này sẽ an vui, gia đạo an vui hạnh phúc, công việc thu về tài lộc tốt. Năm 2025, nam và nữ mạng tuổi Tân Hợi nên dành sự ưu tiên cho gia đình và sức khỏe nhiều hơn, khi có nhiều thời gian và sức khỏe để tự do làm điều mình thích. Xung vầy cùng gia đình, nam và nữ mạng tuổi 1971 sẽ có thêm nhiều niềm vui, cuộc sống hậu vận được bình yên. Đánh giá tổng quan tử vi tuổi Tân Hợi 1971 năm 2025 âm lịch. Theo tử vi 12 con giáp chỉ ra rằng, người tuổi Tân Hợi có một khởi đầu năm mới với nhiều điều tốt lành. Thời điểm Tết 2025 âm lịch là thời điểm có nhiều cát tinh hội tụ, cơ hội đến với bạn tới tấp. Chỉ cần biết nắm bắt và kiên trì tới cùng thì việc gặt hái thành công nằm ngay trong tầm tay. Trước hết nhờ có nhị hợp phù trợ, công việc của bản mệnh tiến triển thuận lợi, sự nghiệp phát triển rõ ràng. Kể cả thi cử, học hành cũng dễ đạt được thành tích cao. Vừa ra Tết khi mọi người ham ăn chơi hưởng thụ, bạn đã có thể tập trung vào mục tiêu mà mình đã vạch ra từ trước đó. Đồng thời các mối quan hệ xã giao tốt đẹp cũng sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều trên con đường thăng tiến. Nguyệt lệnh lâm quan đới cũng là dấu hiệu chứng tỏ, chỉ cần bạn bỏ công bỏ sức làm việc thì ắt gặt hái thành công, tài lộc cũng chảy vào túi của con giáp này ồ ạt hơn hẳn khoảng thời gian trước đó. Trong và sau Tết, bạn nắm bắt được xu thế của thị trường nên có những khoản đầu tư hoặc những cách mở rộng thị trường chính xác. Bạn còn tạo được lòng tin với khách hàng, khiến ai mua rồi cũng muốn quay lại. Tử vi tuổi Tân Hợi âm lịch thấy rằng, với người làm công lương, thành tích tốt trong công việc giúp bạn nhận được nhiều tiền thưởng nóng và những lời tán dương, cấp trên không ngại thưởng cho một nhân viên tốt như bản mệnh. Phương diện tình cảm nhìn chung hài hòa, ấm áp, người độc thân có thể gây ấn tượng tốt với người khác giới. Nhờ những thành tích tốt trong công việc cũng như phong thái tự tin nhiệt tình, bạn đi đâu cũng có thể trở thành tâm điểm của đám đông. Với người đã lập gia đình, bạn có thể quá tập trung cho sự nghiệp nên đôi khi ít dành thời gian cho gia đình, nhưng may mà người ấy luôn thấu hiểu và thông cảm cho bạn. Xét phương diện sự nghiệp tuổi Tân Hợi 1971 năm 2025 âm lịch. Theo tử vi 12 con giáp âm lịch nhận thấy, ngay vào thời điểm đầu năm mới, sự nghiệp của người tuổi Tân Hợi đã có những bước tiến đáng kể, dù làm trong lĩnh vực nào đi nữa, bạn cũng có cơ hội gặt hái được thành công, cốt là bạn cố gắng hết sức, không ngại làm việc khi mọi người xung quanh vẫn còn ham vui chơi do ảnh hưởng của dư âm Tết. Bản mệnh là người tài năng, có kinh nghiệm phong phú trong công việc, bạn nên nhiệt tình nhận những nhiệm vụ khó và phát huy hết tài năng của mình, chắc hẳn bạn sẽ gây ấn tượng được với cấp trên, chạm tay vào cơ hội thăng chức, tăng lương. Tất nhiên trong quá trình làm việc khó tránh khỏi khó khăn, nhưng bạn đừng vì thế mà chán nản, bỏ cuộc. Hãy coi đó là thử thách để rèn luyện và chứng minh bản thân. Lại thêm nguyệt lệnh lâm quan đới phù trợ, người làm lãnh đạo thường nhận được sự tôn trọng của đồng nghiệp và nhân viên cấp dưới,
Bạn có tầm nhìn xa trông rộng nên có thể dẫn dắt mọi người vượt qua được khó khăn, truyền động lực để cả tập thể cùng tiến bộ vươn lên. Tuy nhiên bạn nên lắng nghe cấp dưới của mình nhiều hơn, không nên quá độc đoán, chuyên quyền, gây áp lực không đáng có cho người khác. Dù đầu năm là khoảng thời gian tốt lành để bản mệnh phát triển sự nghiệp, nhưng không ai có thể gặp được thuận lợi mọi bề. Ngũ quỷ hung tinh xuất hiện là dấu hiệu cho thấy kẻ tiểu nhân vẫn luôn rình rập nhằm lúc bạn chủ quan, lơ là để tìm cách gây khó dễ hoặc cướp công của bạn, khiến công việc đôi khi xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Bạn không nên lấy đó làm muộn phiền, bất an, lo lắng. Chỉ cần nhắc nhở bản thân tập trung vào nhiệm vụ, tránh tham gia vào các vụ thị phi, tranh chấp thì đâu khác có đó, không ai có thể phủ nhận thành tích của bạn. Xét phương diện tài lộc tuổi Tân Hợi 1971, năm 2025 âm lịch. Có thể Tết 2025 âm lịch này là thời điểm hốt vàng, hốt bạc của người tuổi Tân Hợi, báo hiệu một năm với nhiều may mắn thịnh vượng. Bạn có thể bắt vào guồng quay nhanh chóng, tìm ra xu thế của thị trường nên có cơ hội vượt lên trên đối thủ, khẳng định vị thế của bản thân. Cục diện tam nhị hợp đem tới những tác động tích cực cho chuyện làm ăn, người làm đầu tư, kinh doanh có thể nhân cơ hội này để mở rộng thị trường, ký kết hợp đồng với đối tác. Thời điểm này, bạn có thể làm quen được với những đối tác, khách hàng đầy triển vọng. Đối phương không những muốn hợp tác lâu dài với bạn mà còn sẵn lòng giới thiệu thêm cho bạn những mối khách hàng mới. Người làm ăn buôn bán nắm bắt được nhu cầu chi tiêu, mua sắm của thị trường trước và sau Tết nên có thể đưa ra những mặt hàng phù hợp với giá cả hợp lý, khiến đơn hàng đổ về tới tấp. Dù có thể bạn sẽ vất vả một chút, song túi tiền của bạn ắt sẽ được rủng rỉnh với người làm công ăn lương. Những thành tích xuất sắc bạn gặt hái được ngay vào thời điểm đi làm sau Tết có thể khiến lãnh đạo có ấn tượng sâu sắc. Bạn có thể nhận những nhiệm vụ khó, ngay cả khi mọi người xung quanh đều e ngại. Nếu hoàn thành xuất sắc sẽ được chạm tay vào cơ hội thưởng nóng, thậm chí là thăng chức, tăng lương. Tuy nhiên, con giáp này cũng cần phải chú ý đến sự ảnh hưởng của ngũ quỷ hung tinh. Bạn chớ nên quá nóng vội trong việc làm giàu, vì như vậy dễ rơi vào cái bẫy mà kẻ tiểu nhân đã giăng sẵn. Hãy phân tích hai mặt lợi và hại của công việc thật rõ ràng trước khi quyết định có bắt tay vào đầu tư, kinh doanh hay không. Xét phương diện tình duyên tuổi Tân Hợi 1971, năm 2025 âm lịch. Nam và nữ mạng tuổi Tân Hợi 1971 sống tình cảm nhưng kín kẽ, ít khi bộc lộ ra bên ngoài. Bởi vậy, cô bác anh chị tuổi Tân Hợi trong gia đình là người ít nói, nghiêm khắc nhưng hành xử rất đúng đắn và mẫu mực. Năm 2025, gia đạo của cô bác anh chị tuổi Tân Hợi êm ấm, hòa hợp, hạn chế sự nóng giận, biết lắng nghe và động viên sẽ giải quyết được những xung đột mâu thuẫn trong gia đình. Sự thấu hiểu, chia sẻ của nam và nữ mạng Tân Hợi với người bạn đời, con cháu sẽ giúp các thành viên đồng cảm, gắn kết với nhau hơn. Quý vị thân mến, để năm 2025 âm lịch hanh thông thuận lợi, thì ngay sau đây Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ cách kích hoạt cát tính của sao tốt và cách giải hạn trong năm để cô bác anh chị có một năm mới bình an may mắn. Đối với nam mạng Tân Hợi, hóa giải sao La Hầu theo phong thủy năm 2025. Đồ phong thủy, sao La Hầu là sao thuộc hành kim, có thể sử dụng những vật phẩm phong thủy thuộc hành thủy để khắc chế, giảm bớt những tai họa xui xẻo có thể xảy ra. Mệnh chủ nên dùng những đồ vật hay mặc trang phục màu đen, màu xám, màu xanh biển, cũng có thể sử dụng vật phẩm phong thủy làm từ đá thạch anh đen, thạch anh khói, thạch anh tóc đen, mã não xanh dương, sapphire. Về tinh thần, luôn nhắc nhở bản thân hành sự cẩn trọng, kiểm soát tốt cảm xúc sẽ tránh được họa thị phi, kiện tụng. Ngoài ra, đừng buôn chuyện mà nói xấu, đặt điều cho người khác, cũng đừng vì danh vọng mà bất chấp, nên suy nghĩ kỹ trước khi nói, khi làm. Về cách hành sự, đừng bao giờ có ý định dùng tiền bạc để đổi lấy danh lợi, đi hối lộ, đổi trác công danh, tiền tình, đừng đồng lõa với những kẻ xấu bụng làm chuyện gian ác, kẻo sẽ nhận hậu quả khôn lường. Tích cực làm việc thiện, làm nhiều việc tốt, việc thiện giúp đỡ mọi người, xã hội, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến. Hóa giải hạn tam kheo năm 2025. Về sức khỏe, đi lại cẩn thận, tránh xảy ra các tai nạn giao thông bất ngờ. Đồng thời cần duy trì chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý. Thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao nhằm tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt không nên làm việc quá sức, tránh các căn bệnh về xương khớp tay chân. Ngoài ra, tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích gây hại cho sức khỏe như rượu, bia, thuốc lá. Về tinh thần, đương số hành sự bình tĩnh, tránh nóng vội mà đưa ra quyết định sai lầm. Mưu sự lành mạnh, không toan tính hãm hại người khác. Đặc biệt là những người làm cơ khí nên mặc đồ bảo hộ đầy đủ và kỹ càng.
Điều này tránh được một số tai nạn lao động bất ngờ xảy ra nguy hiểm đến tính mạng. Về tâm linh, để tìm sự bình an trong cuộc sống, gia chủ nên thường xuyên đi chùa, thắp hương cửa Phật. Điều này giúp tâm hồn trở nên tâm tịnh và thư giãn phần nào mệt mỏi, áp lực từ cuộc sống. Đối với nữ mạng Tân Hợi, cách hóa giải sao kế đô theo phong thủy. Đồ phong thủy, sao kế đô là sao thuộc hành thổ, muốn hóa giải được những nguồn năng lượng tiêu cực từ sao này thì cần phải dùng hành kim để tiết chế. Do đó nên mặc những đồ màu trắng, bạc, xám, y. Có thể dùng những vật phẩm phong thủy làm bằng đá quý màu trắng như thạch anh trắng để áp chế. Tích cực làm việc thiện, chủ động làm nhiều việc thiện giúp đỡ mọi người xung quanh, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến. Việc dâng sao giải hạn tốn kém, mất nhiều công sức mà chưa chắc đã có được hiệu quả bằng chính việc làm của bản thân mình. Hóa giải hạn thiên tinh năm 2025. Về sức khỏe, chú ý đến ăn uống, tránh bị ngộ độc thực phẩm. Dành nhiều thời gian chăm sóc sức khỏe bản thân, tránh ăn những thực phẩm khó tiêu, nhẹ thì thường xuyên đau bụng, tiêu chảy, nặng thì phải cấp cứu vì bị ngộ độc thực phẩm. Làm ăn, trong làm ăn, người gặp hạn này cần cẩn thận và tính toán hơn. Không nên tin lời người khác mà làm ăn sai trái phạm vào pháp luật. Mọi việc xảy ra cần bình tĩnh và nhẫn nhịn, tránh xung đột dẫn đến kiện tụng ra tòa. Tu tâm, làm nhiều việc thiện, năng làm việc thiện giúp đỡ mọi người xung quanh là cách tích phúc đơn giản mà vô cùng hiệu quả. Ngoài ra, đương số nên thường xuyên đi chùa tĩnh tâm hay thắp hương cầu bình an cho gia đình. Quý vị thân mến, đầu năm mới người Việt có phong tục chọn người hợp tuổi đến xông nhà để cầu may mắn, tốt lành. Theo đó, vị khách đầu tiên đến chúc Tết sau thời khắc giao thừa là người xông nhà, vận khí của người này sẽ quyết định đến thành công, may mắn của gia chủ trong năm đó. Xem tuổi xông nhà, xông đất năm Ất Tỵ 2025 cho người tuổi Tân Hợi. Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có thiên can, địa chi, ngũ hành tương sinh với gia chủ. Đồng thời thiên can, địa chi, ngũ hành của năm 2025 cũng cần tương sinh với người đó. Các tuổi sau đây phù hợp với gia chủ để xông đất vào đầu năm mới. Các tuổi xông đất tốt với người tuổi Tân Hợi trong năm Ất Tỵ 2025 là Kỷ Mão 1999, tốt, Kỷ Mão 1939, tốt, Bính Tuất 2006, tốt, Tân Mùi 1991, tốt, Bính Thìn 1976, tốt, Kỷ Dậu 1969, tốt, Bính Tuất 1946, tốt, Tân Mùi 1931, tốt, Quý Mùi 2003, khá, Đinh Mùi 1967, khá. Các tuổi xông đất xấu với người tuổi Tân Hợi trong năm Ất Tỵ 2025 là Nhâm Thân 1932, không tốt, Ất Hợi 1935, không tốt, Tân Tỵ 1941, không tốt, Giáp Thân 1944, không tốt, Nhâm Dần 1962, không tốt, Ất Tỵ 1965, không tốt, Tân Hợi 1971, không tốt, Giáp Dần 1974, không tốt, Nhâm Thân 1992, không tốt, Ất Hợi 1995, không tốt. 2. Xuất hành đầu năm 2025. Mùng 1 Tết Ất Tỵ, xuất hành hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần, hướng Chính Bắc để đón Tài Thần. Khởi hành vào các khung giờ hoàng đạo, giờ Dần 3 đến 5 giờ, giờ Thìn 7 đến 9 giờ, giờ Tỵ 9 đến 11 giờ, giờ Thân 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu 17 đến 19 giờ, giờ Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Vâng, thưa quý vị, khi đến tuổi trung niên thì con người sẽ phải chịu nhiều áp lực tài chính lớn, nuôi cha mẹ già, nuôi con nhỏ. Đây là những áp lực càng đến gần thời điểm khó khăn về tài chính này, thì chúng ta cần lên kế hoạch cẩn thận và tiết kiệm những khoản chi tiêu không cần thiết. Hãy nuôi dưỡng sở thích thay vì sống trong vô minh. Khi đến tuổi trung niên, nhiều người tập trung vào cuộc sống công việc, gia đình mà bỏ qua đi những nhu cầu tinh thần của bản thân mình. Ngày qua ngày thì họ cứ sống mất cân bằng, trở nên suy sụp, không có nơi giải tỏa. Việc nuôi dưỡng sở thích chính là cách giải tỏa căng thẳng cực kỳ tốt. Sở thích có thể cho phép chúng ta đắm mình vào thế giới riêng trong một thời gian ngắn, mà chẳng cần phải lo lắng về những thăng trầm bên ngoài. Nuôi dưỡng tinh thần ở đây như là thú vui câu cá, chạy bộ, đọc sách, ngồi thiền. Người trung niên không chỉ đảm bảo cho sức khỏe thể chất mà còn phải đảm bảo cho sức khỏe tinh thần, có thế mới đối mặt với cuộc sống sống tốt đẹp hơn. Lập kế hoạch ngân sách của bạn một cách hợp lý. Khi đến tuổi trung niên thì con người sẽ phải chịu nhiều áp lực tài chính lớn, nuôi cha mẹ già, nuôi con nhỏ. Đây là những áp lực càng đến gần thời điểm khó khăn về tài chính này,
thì chúng ta cần lên kế hoạch cẩn thận và tiết kiệm những khoản chi tiêu không cần thiết và tránh tham dự những cuộc tụ tập không có ý nghĩa. Khi đến tuổi trung niên, mọi người nên hiểu việc kiềm chế ham muốn còn quan trọng hơn là nuông chiều chúng. Hãy học cách tiết kiệm, để khi cuộc sống rủi ro trong tương lai, thì chúng ta sẽ có đủ dũng khí đối mặt với nó. Hãy điều chỉnh tâm lý thay vì để bản thân suy sụp. Người trung niên cũng phải đối mặt với một vấn đề nan giải, đó chính là sự thay đổi về tâm lý. Rõ ràng là tôi cảm thấy mình chưa già đi hoàn toàn. Nhưng sự xuất hiện không ngừng của thế hệ trẻ và thời đại luôn thay đổi khiến tôi cảm thấy bản thân như bị tách khỏi xã hội. Xã hội tuy có khủng hoảng nhưng cũng sẽ mở ra nhiều cơ hội. Thời gian lấy đi tuổi trẻ của chúng ta và cho chúng ta những trải nghiệm sâu sắc khác. Khi tìm được vị trí của bản thân và phát huy lợi thế của mình thì chúng ta mới có thể an toàn vượt qua những rắc rối giữa cuộc đời. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc, bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.